Xin chào các bạn. Vâng, đến hẹn lại lên. Hôm nay hệ thống đồng hồ giờ watch của chúng tôi lại làm video giới thiệu đập hộp mẫu đồng hồ G-Shock có mã là GBX107DR và một em GBX101DR. Vâng, hai mẫu đồng hồ này hiện tại là cửa hàng chúng tôi cũng đặt mãi mới về được. Và hôm nay thì có hai mẫu giới thiệu ở đây thì tôi giới thiệu với các bạn để cho các bạn chiêm ngưỡng xem có cưới em nó về để làm vợ được không nhá. Vâng, không chần chừ lâu nữa, bây giờ ta sẽ bắt đầu vào mở hộp xem em nó hình thù ra làm sao ạ. Đây, trước mắt quý vị đang là một hộp nguyên đai nguyên kiện mẫu đồng hồ G-Shock. Đây là sách hướng dẫn các bạn này. Đây, sách hướng dẫn của em nó này. Đấy. Đây, cái gì đây không biết, cũng là sách hướng dẫn thôi. Được sách hướng dẫn của em nó này. Đấy. Bất cứ mẫu đồng hồ G-Shock nào cũng đều có một hộp kẽm rất là đẹp. Đây các bạn này, một thiếc, thiếc hộp kẽm gì đây, cực kỳ đẹp. Đây, bắt đầu ta sẽ bóc trinh em nó xem là thế nào nhá. 1, 2, 3. Wow, xem em nó hình thù xem sao nào. Vâng, đây rồi các bạn ơi, đây là một mẫu G-Shock. Bạn nhìn này, yêu thương chưa, quá đẹp không ạ, đẹp đúng không? Đây, các bạn nhìn này, mặt điện tử, vâng, mặt số chấm cạnh, đấy, viền men đen chấm cạnh, đấy, rất là đẹp luôn. Mẫu này mẫu hot nhất hiện nay đấy các bạn nhé, vừa mới về được tại gian hàng. Dây nhựa mà chiều độ dày cũng không là dày lắm đâu các bạn ạ, rất là vừa tay luôn. Lên tay cực kỳ đẹp, mặt số đấy các bạn này, cực kỳ nổi luôn mặt số. Cực kỳ đẹp các bạn ạ. Đây, khóa này, khóa nhựa. Mặt đáy này, Made in Thái Lan các bạn nhé, sản xuất tại Thái Lan này. 20 bát có nghĩa là độ chịu nước 20m, áp lực nước 200m dưới đáy biển các bạn ạ. Mẫu đồng hồ này rất là hay. Đây là đèn này. Đấy. Đèn này, đây. Đèn đấy các bạn nhé. Đây. Cực kỳ ok. Rất đẹp đúng không ạ? Bây giờ tôi sẽ đeo lên tay thử cho các bạn nhé. Đây là một mẫu rất là hot, mới về được cửa hàng chúng tôi. Wow, các bạn nhìn này. Đây. Cực kỳ đẹp. Đó. Trong máy quay này nhìn nó hơi to nhưng thực tế là nhìn rất đẹp các bạn nhé. Cực kỳ đẹp luôn, khỏe. Mẫu này rất là yêu luôn. Dây được kết hợp giữa màu trắng và màu đen, hai màu đen trắng. Bạn nào cá tính đeo màu con này rất là đẹp. Bơi lội, thể thao, du lịch, nói chung là em này thì đeo không phải nghĩ điều gì rồi các bạn ạ. Quá đẹp luôn. Vâng, ta sẽ để em nó ở đây. Đây. Đây, ta để em nó ở đây. Và bây giờ ta sẽ khám phá em này xem như nào nhá. Ok. Đây, một cái này. Vâng, sang đến mẫu tiếp theo, đó là mã GA100 1A DR 1DR. Vâng. Đây là sách hướng dẫn của em nó này.
tôi để ra đây. Đây, bên trong là một hộp thiếc này. Đây các bạn ơi, hộp thiếc này rất là đẹp luôn. Đây các bạn ơi, wow, các bạn thấy thế nào? Các bạn thấy thế nào, được không? Quá đẹp đúng không ạ? Tôi rất thích những cái hình mà nó vuông vuông khỏe khoắn như thế này, chém cạnh nhìn rất là yêu luôn. Đấy, với mẫu thiết kế này rất là tuyệt vời. Và hôm nay thì tôi chỉ review, giới thiệu với các bạn đập hộp em nó thôi, chứ không đi sâu vào chi tiết nhiều. Và đấy, dây này đều là dây nhựa các bạn nhé. Khóa này, viền benzen này bằng thép nguyên khối đấy, rất là đẹp luôn, cực kỳ đẹp các bạn nhìn này. Đúng không ạ? Quá đẹp luôn. Đây mặt sau đây em các bạn nha. Đây, tem chống hàng giả của anh Khuê Sài Gòn. Đây, anh Khuê Watt, bây giờ đổi tên này anh Khuê Watt rồi. Đây, made in Thái Lan này. Độ chuyển nước 200m này. Và Bluetooth các bạn nhé. Đấy, quên chưa nói chuyện giới thiệu với các bạn có Bluetooth này. Kết nối điện thoại. Con này rất tuyệt vời, mà giá thì cũng rất hợp lý thôi các bạn ạ. Vâng, một mẫu đồng hồ như này mà có 5.182.000. Vâng, rẻ rồi, rất là rẻ. Cực kỳ đẹp mà rẻ. Đèn này. Đấy, buổi tối sáng trưng luôn. Đó. Cực kỳ đẹp. Không chê điểm gì luôn các bạn ạ. Rồi, lên tay xem nào. Đây các bạn ơi, được không? Quá đẹp đúng không ạ? Vâng, sản phẩm đang có bán tại hệ thống đồng hồ giờ Watt chúng tôi nhá. Anh em có nhu cầu thì hãy là liên hệ trực tiếp hoặc là đến tại hệ thống gian hàng. Các bạn ở Hà Nội thì hãy đến tại hệ thống gian hàng đồng hồ giờ Watt chúng tôi để sở hữu em nó. Còn các bạn ở tỉnh xa thì có thể đặt online bằng gọi điện số hotline để kết bạn Zalo để chúng tôi gửi hình ảnh các thứ cho. Đấy, các bạn mua online sẽ được giảm giá 10%. Và tất cả hàng chính hãng các bạn nhé. Đây là thẻ bảo hành chính hãng, đây bảo hành điện tử của bạn này. Đấy, do anh Khuê phân phối. Đấy, anh Khuê Watt đây, nhà phân phối đây. Đấy, tem chống hàng giả này. Nếu mà đợi các bạn bảo đây là hàng nhái hàng giả, chúng tôi đền cho bạn gấp trăm lần luôn. Đây, khi các bạn kích hoạt bảo hành điện tử thì đây, đấy, vào cái đường link này và cào cái mã này ra. Đấy, nhập mã này vào, thế là kích hoạt thôi, đơn giản cực kỳ luôn. Đấy, rất là đẹp luôn. Và ngoài ra thì đây có hộp này, túi này. Đấy, đấy, trung tâm bảo hành các thứ nằm hết ở đây các bạn nhé, trên túi này này, trung tâm bảo hành. Đấy, các trung tâm bảo hành ở Hà Nội này, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh, rất nhiều trung tâm bảo hành, cho nên các bạn mua thì rất yên tâm luôn. Chế độ bảo hành của đồng hồ G-Shock hiện tại đang được bảo hành đến 5 năm. Vâng, BBG và G-Shock được bảo hành 5 năm cho nên các bạn không phải nghĩ điều gì cả. Đấy, cùng lắm, phá lắm thì đến 10 năm là hỏng là cùng được đúng không ạ? Vâng, bảo hành 5 năm thì thoải mái luôn. Ngoài ra thì có đây, có hộp này, đấy, hộp giấy này. Đấy, đều có mã trùng nhau đi kèm các bạn nhé, và chính hãng luôn là như vậy. Vâng, hiện tại thì đây, sản phẩm đang được bán tại hệ thống đồng hồ giờ Watt chúng tôi tại tầng 1 trung tâm mại giờ Garden và trung tâm thương mại Mỹ Phước Long Biên. Và các bạn có nhu cầu thì hãy liên hệ với số hotline này để sở hữu em nó, hoặc truy cập vào website thewatt.com.vn thewatt.vn này để tìm hiểu sâu hơn về sản phẩm của em nó các bạn nhé. Vâng, bây giờ thì tôi xin kết thúc video tại đây. Anh em có ai có nhu cầu mẫu nào thì hãy liên hệ trực tiếp
và hoặc là comment dưới video này. Vâng, thấy video này hay, rất mong các bạn hãy đăng ký kênh, like và share, chia sẻ để ủng hộ cho Giờ Quất chúng tôi các bạn nhé. Ngoài ra thì để xem những video về sản phẩm mới nhất có mặt tại hệ thống đồng hồ của chúng tôi. Vâng, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.